Hey yo, xin chào anh em. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip thả bóng bay anh em ạ, phóng sinh bóng bay đó. Như quả bóng bay đằng sau ấy, mình sẽ thả nó ra rồi cho con flycam này đi theo xem nó ở chỗ nào nhá. Bây giờ mình không liên tin liên thuyên giới thiệu nhiều, bây giờ mình sẽ cho con flycam mình bay lên. Rồi, ok. Ok, đấy anh em có thấy mình không? Rồi, chuẩn bị thả nhá. Rồi, thả đi. Thả lên nào. Đây, đây, đây. Đó, còn bay oxy này. Mẹ, nó méo bay luôn. Nó cứ lập lờ ở đây rồi. Rồi, bay rồi. Để mình sẽ xem con này nó bay được đi đến đâu nhá. Đây. Trời, bay cao như này mới có 24 mét. Đấy, bay xa quá rồi. Ok, mình sẽ đuổi theo. Ôi, bay lên cao rồi. Đây. Đây là đang ở cái góc máy từ trên cao xuống nhá. What the fuck? Rồi, ok, mình đang chỉnh lại cái. Bay xa phết rồi ạ. Đâu rồi nhỉ? Thề, mèo thấy đâu luôn rồi. Ở bay cao hơn nữa. Sao không thấy nhỉ? Không thấy loại đâu nó này. Bóng bay thì ở mãi tít dưới luôn. Mình đang tìm xem nó ở đâu. Thề. Không, nó bay xa lắm rồi. Ở dưới đất này thì cần nhìn thấy này. Bây giờ nó bay cao hơn cả ấy luôn. Ui, bay xa cực luôn rồi. Bay thật nhéo đâu rồi. Nhéo nhìn thấy đâu. Hey, chị, mắt thì không nhìn thấy được luôn. Từ phi cao nó lên rồi nè. Oh. Đâu rồi?
Ồ, bé tí, bé tí là teo luôn. Thôi, cao 300 mét rồi, cao cho 371 mét. Thôi bây giờ mình sẽ, đây nhá, mình đang ở cái chỗ này này, đang ở chỗ giữa màn hình á. Rồi mình sẽ cho nó về đây nhá. Vãi cả xoài. Thề, đằng kia nhiều người vãi xoài. Nhìn này, quay vào xem. Đây này. Hai cân đồ. Nhiều người vãi. Ok, bây giờ nó ở đỉnh đầu mình này. Nhiều người ngồi không? Anh em thấy nhiều người ngồi không? Thấy nhiều người ngồi ở đây không? Ok, bây giờ mình sẽ cho nó hạ xuống nhé. Ok. Đi ạ. Đây mình đang cho nó về tự động nhá. Cho góc nhìn xuống dưới mà. Đó. Máy đang tự động xuống dưới này nhá. Đấy, anh em có thấy cái xe đi qua không? Thấy xe đi qua không? Đây, cao đang là 230 mét này. Đây. Đây. Đang xuống dần rồi ạ. Đang xuống dần rồi. Không biết có chém được chết chim không? Không chém được đâu. Chim nó bay vãi cứt lắm. Đây nhá, mình sẽ quay lên cho anh em xem nhá. Không phải ấn gì đâu. Mình sẽ quay cho anh em xem nhá. Đây. Thấy chưa? Xuống đầu. Xuống chưa? Đỉnh đầu này. Không thấy rồi. À đây 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 đây. Đó, nó đang xuống, đang xuống anh em ạ. Đây rồi, đây đây rồi. Rồi ok, mình đã cho nó dừng lại rồi. À, anh Công. Cầm quay cái máy này cho cậu. Đây, đây, cứ cầm chỉ vào cái máy á. Cho hạ xuống nhá. Ai, mẹ cái đống này bẩn lại cái nồi luôn này. Đây em thấy chưa mẹ, nhiều người vãi. Treo ở kia. Lên tivi nhá. Ok thì chắc là mình sẽ khép lại clip ở đây thôi. Ai, mình lúc đấy bị mất hình một chút. Nó bị mất hình ấy. Nên là mình ui như nào. Ui. Mình bị mất hình một chút nên là mình không quay được cái quá trình nó bay đi đâu, nhưng thực ra nó bay rất là xa. Máy mình cho lên tận 371 mét rồi mà vẫn nó không ấy được. Nó không thể soi được. Cái mắt này nó cũng có giới hạn nó nên không xem được. Ok thì chắc là mình dừng clip ở đây. Sắp đến Tết, ngày hôm nay là ngày 27 Tết rồi anh em ạ. Hy vọng là ngày mai mình sẽ đi quay chợ xem là chợ có đông không. Ok thì chắc chắn rồi. Thì thôi mình dừng clip đây, không đi chung chuyên nữa. Ok, bye bye anh em. Bye bye.